Thế bây giờ câu này là lời khuyên mang tính cá nhân thôi. Bây giờ tạm thời anh Hải quên đi vai trò mình là bảo hiểm freelancer đi. Một người hỏi rằng là gì ạ? Thế bây giờ tham gia bảo hiểm nhân thọ thì đồng ý là tốt rồi. Thì bây giờ nên tham gia cái bảo hiểm nhân thọ của hãng nào là tốt nhất? Bây giờ anh tạm thời quên vai trò của mình freelancer đi. Thế anh có lời khuyên nào với các bạn có câu hỏi này? À, đây là một cái câu hỏi phải nói là rất là khó để trả lời. Nhưng mà khách quan nhá. Rồi, rất là khách quan, đúng không ạ? Rồi thì đầu tiên thì xin được trả lời mấy quý thính giả và anh Dự như này. Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ là rất tốt. Và thứ hai, công ty bảo hiểm nào ở Việt Nam cũng rất tốt. Bởi vì khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam thì phải có những cái tuân thủ những quy định của luật, từ vốn đầu tư đến chứng minh cái khả năng tài chính và cái sự đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Cho nên đối với công ty bảo hiểm nào cũng tốt. Vậy thì lựa chọn tham gia với công ty nào thì có một lời khuyên dành cho quý khách như thế này. Là chúng ta hãy nên tìm hiểu kỹ lưỡng. Tất cả đều phát sinh từ cái mong muốn và nguyện vọng của bản thân mình. Được không ạ? Vậy thì mình hãy tìm hiểu kỹ lưỡng xem đơn vị nào là có thể trong những năm vừa qua có những cái trách nhiệm tốt với khách hàng, đúng không ạ? Hoặc một doanh nghiệp nào đó mà quý vị tìm hiểu thấy rằng nó có thể mang tới cái sự tin tưởng và an tâm cho mình. Thì mình hãy lựa chọn cái doanh nghiệp đó. Đúng không ạ? Chứ còn nói thật với quý vị là để khuyên quý vị tham gia công ty bảo hiểm nào thì nó rất thật là rất là khó. Đúng chỉ rồi. Có một lời khuyên là quý vị nên tìm hiểu kỹ lưỡng công ty để mình có tham gia. Bản chất công ty nào cũng tốt, nhưng công ty nào mang tới cho chúng ta cái niềm tin tốt nhất là thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì một công đồng bảo hiểm nó theo mình trong 10-15 năm tới. Trong quá trình tham gia có những người nói tốt, đúng không ạ? Nhưng cũng sẽ có những người sẽ có những cái điều tiếng trái chiều chẳng hạn, sẽ điều đó sẽ vẫn khó ấy. Vậy thì nếu như mình không thực sự an tâm với doanh nghiệp đó, trong quá trình mình tham gia mình lại bị lung lay, 5 năm sau, 7 năm sau mình không tham gia mình hủy hợp đồng, lúc đó mình bị thiệt thòi, thì nói thật với quý vị là cái điều đó không ai mong muốn xảy ra cả. Cho nên mình hãy tìm hiểu kỹ lưỡng ạ. Rồi, đấy là lời khuyên của anh Hải. Còn các bạn sao? Các bạn có lời khuyên như nào thì các bạn comment xuống dưới nhé. Đặc biệt bạn nào đã từng sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào đó rồi, dù bạn đã nhận được quyền lợi hay chưa, có cái trải nghiệm gì, dù tích cực hay tiêu cực, không sao cả, bạn cứ ghi nhận xuống dưới để mọi người có được cái nhìn khách quan. Anh Hải ạ, cách đây khoảng 5 năm trở về trước, khi mà đi thăm viện này này, thì thấy mọi người hay hỏi nhau rằng: ôi thế bà có bảo hiểm y tế không? Hỏi ngó xem ông có bảo hiểm y tế không? Có bảo hiểm y tế không? Thế nhưng mà vừa rồi bé Hán Hạnh Phúc nằm viện kia thì vào thăm thì thấy mọi người hỏi nhau là gì? Thế có bảo hiểm nhân thọ? Có được bảo hiểm nhân thọ không? Anh có thấy là thị trường bảo hiểm nhân thọ hình như là trong 5 năm trở lại đây là được mọi người sử dụng cũng nhiều hơn, thậm chí là nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm 5 năm về trước. Và con số nhiều đấy thì anh có con số đo lường là tăng lên khoảng tầm bao nhiêu phần trăm, đặc biệt là thị trường Phú Thọ? Cảm ơn câu hỏi của anh Dự. Câu hỏi này cũng khá bất ngờ, mình cũng nói thật là chưa có sự chuẩn bị. Tuy nhiên thì ở cái góc độ với cái kinh nghiệm của mình thì cũng xin được chia sẻ là đúng là cái số lượng khách hàng tham gia những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bây giờ nhiều hơn. Bằng chứng chứng minh là gì? Là ngành bảo hiểm nhân thọ trong khoảng 5 năm trở lại đây là năm nào cũng tăng trưởng về doanh số. Rồi. Tức là năm sau cao hơn năm trước. Ok. Và nó dẫn tới cái việc là doanh số tăng trưởng thì có nghĩa là cái số lượng khách hàng tham gia sẽ nhiều hơn. Nó tỷ lệ thuận. Đúng không ạ? Nó sẽ tỷ lệ thuận, nó sẽ tăng lên nhiều hơn. Đấy. Về cái dẫn chứng cụ thể như anh Dự nói là tại tỉnh Phú Thọ chẳng hạn, thì báo cáo với thính giả là như Prudential tại tỉnh Phú Thọ thì cái doanh số mình cũng là cái sự tăng trưởng, đúng không ạ? Đó thì ví dụ như năm 2017 nhé, thì doanh số của tỉnh Phú Thọ khoảng 20 tỷ. Dạ. Đúng không ạ? 2018 thì tăng lên khoảng gần 30 tỷ. Đúng không ạ? 2019 là hơn 30 khoảng 35 tỷ. Đấy. Thì đấy chúng ta thấy rằng là đó là cái sự tăng trưởng rất là vượt bậc. Năm 2020 vừa qua thì cũng báo cáo rất thật chân thành là một cái năm khá khó khăn trong các ngành nghề, đúng không ạ? Thì cái sự tăng trưởng nó cũng chưa được mạnh mẽ nhưng cũng là giữ được cái nhịp độ. Thì chứng tỏ rằng là cái việc mà bây giờ người dân tham gia bảo hiểm là nhiều hơn trước đây, ví dụ như 5 năm trước, thậm chí năm sau cao hơn năm trước, đó là chuyện chắc chắn và chuyện đương nhiên, đúng không ạ?